Nếu các anh em có nhu cầu về dịch vụ Apple 4, hãy truy cập vào shop fifavn.com. Một shop account tự động với hệ thống hiện đại, tự cộng tiền, nạp SMS, nạp sò, đặt mua account BB trắng theo yêu cầu một cách uy tín. Thông tin chi tiết mình để ở phần mô tả bên dưới video nhé. Hello anh em, đã quay trở lại với channel của mình. Và trong video ngày hôm nay sẽ là Kevin De Bruyne phiên bản 24 Totti. Nếu cần một cầu thủ chuyên truyền bóng kiến tạo, mớm những đường bóng ngon ăn nhất dành cho đồng đội, không ai không nghĩ đến Kevin De Bruyne ở trong FC Online. Một cầu thủ mà khi có trong đội hình sẽ biến những đường phối hợp của anh em trở nên trơn tru, mượt mà nhất có thể. Không chỉ chính xác trong việc đưa bóng đến cho đồng đội, những đường truyền của Bruyne luôn có độ sắc sảo cần thiết, sẽ không dễ cho hậu vệ đối thủ có thể cắt được. 2/5 là một điểm cộng cho cầu thủ người Bỉ, giúp anh thoải mái thi triển kỹ năng truyền bóng đỉnh cao của mình, đưa bóng đi mọi hướng với sự chuẩn xác luôn được duy trì ở mức ổn định cao. So với phiên bản 23 Totti, ở phiên bản 24 Totti lần này, cầu thủ của Man City đã có lại được chỉ số ẩn thánh truyền bóng. Công bằng mà nói, có hay không có thánh truyền bóng, Bruyne truyền vẫn hay như thường, nhưng tất nhiên có thêm thì càng tốt. Khả năng bứt tốc của Bruyne dừng lại ở mức ổn nên hạn chế đua tốc ở quãng dài vì đối thủ có thể bắt kịp. Thay vào đó, nên tận dụng những tình huống xâm nhập vòng cấm ở đoạn ngắn sẽ hiệu quả hơn, bởi khả năng tăng tốc ban đầu của Bruyne là đủ để có thể lướt đi, thoát ra khỏi sự đeo bám của hậu vệ đối thủ. Cộng hưởng thêm khả năng xoay sở tốt nên Bruyne có thể xử lý rất nhanh để tung ra cú dứt điểm sau đó. Khả năng tranh chấp của Bruyne có cải thiện thêm một chút so với phiên bản 23 Totti, nhưng cũng không phải là quá khỏe, cũng như hơi thiếu ổn định trong khi tranh chấp. Có tình huống anh trao đảo sau khi tranh chấp, nhưng cũng có những tình huống thường vệ người Bỉ đã tỏ ra tương đối lì đòn. Bruyne là một CM toàn diện, nói như vậy là bởi không chỉ kiến tạo hay, tiền vệ người Bỉ cũng có khả năng làm bàn ấn tượng với những cú sút xa sấm sét. Chỉ cần đối thủ sơ hở một chút thôi cũng là thời cơ để Bruyne điền tên mình lên bảng điện tử. Thuận 2/5, thế nên tiền vệ người Bỉ luôn dễ dàng trong việc lựa chọn góc dứt điểm. Thế nên nếu phát hiện GK hở góc nào, dù góc xa hay là góc gần, Bruyne đều có thể khai thác tối đa. Những cú dứt điểm của Bruyne lợi hại cũng một phần nhờ vào lực sút rất căng, khi cựu cầu thủ của Chelsea mùa này sở hữu chỉ số lực sút lên đến 122 chỉ ngay ở mức thẻ cộng 1. Tổng kết lại, nhìn chung Bruyne mùa nào cũng ngon, chứ đừng nói lại là phiên bản 24 Totti xịn sò lúc này. Vì thế mà tiền tới đâu, anh em mà tôi tới đó là được. Và đó là bài review của mình về Kevin De Bruyne phiên bản 24 Totti. Cảm ơn các anh em đã theo dõi hết video này. Và nếu thấy hay, hãy cho mình một like và nhớ subscribe, đăng ký kênh ủng hộ mình. Cũng như đừng quên để lại bình luận ở phía bên dưới video nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong những video tiếp theo.